Cô chào cả lớp, chào mừng các em trở lại với lớp đàm phán trong kinh doanh quốc tế. Tại bài ngày hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm về đàm phán cũng như là tầm quan trọng của đàm phán trong kinh doanh quốc tế. Bài ngày hôm nay thì cô cùng các em sẽ giới thiệu một nội dung mới, đó là 4 nguyên tắc trong đàm phán. Đàm phán theo nguyên tắc trong tiếng Anh là Principal Negotiation. Vậy thì các em có thể cho cô biết vì sao lại là nguyên tắc Principal chứ không phải là quy tắc Rule không ạ? À, cô rất cảm ơn câu trả lời của em. Sở dĩ quy tắc thì tạo cho người ta cảm giác là hơi cứng nhắc và người đọc sẽ có tâm lý là chỉ cần làm theo là sẽ thành công. Tuy nhiên nguyên tắc thì lại khác. Nguyên tắc thì cho phép sự linh hoạt hơn và sáng tạo hơn, và người học thì có thể có nhiều cách để thỏa mãn các nguyên tắc trong đàm phán này. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Principle of Negotiation. Và trước khi đi vào nguyên tắc thứ nhất của bài ngày hôm nay thì cô có một bài tập tình huống sau cho các em. Tưởng tượng bạn đang là nhân viên kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu gạo. Một ngày bạn nhận được một email từ công ty đối tác bên Mỹ mong muốn nhập khẩu gạo của Việt Nam sang Mỹ và bán tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên trong email này thì họ cũng yêu cầu bạn giảm giá cho lô hàng đầu tiên để họ xem xét nhập thêm các lô hàng tiếp theo. Vậy bạn sẽ làm gì? Vâng, cô cảm ơn câu trả lời của em. Bạn sẽ đưa ra mức giá cao để thu được lợi nhuận tối đa từ thương vụ này, hay bạn sẽ đưa ra mức giá cả cạnh tranh hơn so với thị trường để có thể hợp tác lâu dài với đối tác ạ? Như vậy ở đây có hai lợi ích chúng ta cần quan tâm đúng không? Đó là lợi ích kinh tế đến từ thương vụ hiện tại và lợi ích từ mối quan hệ hứa hẹn cho các thương vụ sau. Trong trường hợp nào thì chúng ta có thể hy sinh một chút lợi ích kinh tế để thỏa mãn xây dựng mối quan hệ đối với khách hàng? Đó có thể là trong trường hợp Mỹ là một thị trường mới tiềm năng của chúng ta, trong khi chúng ta chưa từng có kinh nghiệm ở thị trường này. Đối tác thì lại có nhiều năm kinh nghiệm và có hệ thống phân phối rộng lớn ở Mỹ. Như vậy thì lợi ích từ mối quan hệ này lớn hơn rất nhiều so với lợi ích từ một thương vụ nhỏ lẻ. Như ông cha ta có câu gì ạ? À vâng, đúng rồi, đó là thả con săn sắt và bắt con cá rô, đúng không? Trong trường hợp nào thì chúng ta lại không quan tâm đến lợi ích từ mối quan hệ mà chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế thôi ạ? Đúng rồi, đó có thể là trong các trường hợp mà chúng ta bán hàng cho khách vãng lai hoặc là khách du lịch. Chúng ta biết là họ sẽ không quay trở lại mua hàng lần nữa. Chúng ta đã nghe rất nhiều đến những câu chuyện ví dụ như là khách Tây đến Việt Nam bị chặt chém đúng không ạ? Vậy trở lại vấn đề, chúng ta có hai lợi ích cần quan tâm. Thứ nhất đó là lợi ích kinh tế, và lợi ích thứ hai đó là lợi ích qua mối quan hệ. Trong kinh doanh thì cũng tương tự như vậy, lợi ích kinh tế thì rất là rõ ràng rồi. Tất cả các công ty cần phải lợi nhuận để duy trì hoạt động của họ. Kể cả đối với các công ty phi lợi nhuận thì họ vẫn cần phải lợi nhuận. Còn lợi ích từ mối quan hệ thì sao ạ? Lợi ích từ qua mối quan hệ thì các bạn có thể biết là công ty tốn rất nhiều chi phí để xây dựng các chương trình với chương trình ví dụ như là dịch vụ chăm sóc khách hàng, after sales service này, hoặc là các chương trình khách hàng thân thiết. Tất cả những cái đó để làm gì? Để xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Vậy thì chúng ta luôn có hai lợi ích cần cân nhắc, đó là lợi ích kinh tế và lợi ích qua mối quan hệ. Tương tự như vậy, trong đàm phán chúng ta cũng có hai lợi ích, đó là lợi ích thực sự liên quan đến vấn đề trong đàm phán, tức là issue. Và lợi ích qua mối quan hệ gắn liền với con người trong đàm phán, tiếng Anh là gì ạ? Vâng, đúng rồi, đó là people. Nguyên tắc đầu tiên mà cô muốn giới thiệu tới các em đó là tách con người ra khỏi vấn đề, separate people from the issue. Và chúng ta cùng tìm hiểu tại sao cần phải tách biệt con người ra khỏi vấn đề trong đàm phán nhé. Để có thể trả lời câu hỏi này thì cô có một bài tập thảo luận sau đây. Trong đàm phán thì bạn đàm phán với ai? Vâng, đúng rồi, bạn đàm phán với đối tác của công ty, có thể với người thân trong gia đình, hoặc là có thể đàm phán với bạn bè. Cả họ đều là những con người như chúng ta, có những cảm xúc yêu ghét, giận hờn, cũng có thể có nhận thức đúng đắn hoặc sai lầm. Và trong suốt quá trình đàm phán, bạn phải trao đổi thông tin để hiểu nhau hơn và đưa ra kết quả có lợi cho cả hai bên đúng không ạ? Như vậy trong suốt quá trình đàm phán thì bạn đã bao giờ cảm thấy không thích hoặc tức giận với đối phương chưa? Trong trường hợp như thế này bạn sẽ phản ứng như thế nào ạ? Hoặc bạn và đối phương có từng nhận thức khác nhau về cùng một vấn đề không?
Ví dụ như là cùng một vấn đề nhưng bạn nghĩ theo một ý nhưng mà đối phương lại nghĩ theo một ý khác ạ. Hoặc bạn đã từng gặp vấn đề trong trao đổi thông tin về đối phương hay chưa? Ví dụ như là đối phương không chú tâm lắng nghe những gì bạn nói. Tất cả những cái tình huống cô nêu ở trên đây đều là những vấn đề liên quan đến con người. Vấn đề liên issue, vấn đề trong đàm phán thì chúng ta có thể giải quyết bằng nguồn lực, tập quán thương mại hoặc là bằng nghiệp vụ. Cô lấy ví dụ như khi khách hàng mà phàn nàn về sản phẩm lỗi thì chúng ta có thể căn cứ vào đâu ạ? Đúng rồi, chúng ta có thể căn cứ vào chính sách bảo hành của công ty để quyết định đâu là lỗi của nhà sản xuất, đâu là lỗi của người tiêu dùng và phạm vi trách nhiệm của người sản xuất là ở đâu để có thể căn cứ vào đó để giải quyết. Tuy nhiên, cơn giận của khách hàng thì chúng ta có cần giải quyết không? Và giải quyết như thế nào? À, rất chính xác, cơn giận của khách hàng chúng ta rất cần phải giải quyết. Vì sao? Để muốn khách hàng đó tiếp tục mua hàng của công ty chúng ta, hoặc đơn giản chỉ đơn giản, hoặc đơn giản là không muốn khách hàng đó lan truyền những thông tin xấu về công ty trên các phương tiện truyền thông, đúng không ạ? Như cô đã nói ở trước thì ISEO chúng ta có thể căn cứ vào nguồn luật, có thể căn cứ vào nghiệp vụ hoặc tập quán thương mại để giải quyết, nhưng con người thì khó xử lý hơn rất nhiều. Vì sao? Bởi vì con người là người có những suy nghĩ và cảm xúc khó nắm bắt, rất vô thường. Vì vậy chúng ta rất khó để có thể cảm xúc, có thể kiểm soát được các vấn đề liên quan đến con người. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề về con người. Thực ra thì ba bài tập tình huống cô vừa nêu ứng với ba vấn đề của con người. Thứ nhất đó là nhận thức, thứ hai đó là cảm xúc và thứ ba đó là trao đổi thông tin hay truyền thông communication. Nhận thức khác nhau gây ra hiểu nhầm, không kiểm soát được cảm xúc hay là trao đổi thông tin không hiệu quả đều có thể cản trở quá trình đàm phán và cản trở kết quả có lợi cho cả hai bên, đúng không ạ? Vì vậy bài này ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề con người một và cách giải quyết chúng như thế nào. Đầu tiên đó là nhận thức. Nhận thức là gì ạ? Nhận thức là hành động hay quá trình tiếp thu kiến thức và nhận am hiểu thông qua suy nghĩ, kinh nghiệm và giác quan. Chính vì nhận thức ảnh hưởng đến các suy nghĩ, kinh nghiệm và giác quan như vậy, cho nên mỗi người khác nhau đều có nhận thức khác nhau. Mà một trong những vấn đề mà chúng ta hay gặp nhất đó là gì? Vâng, rất chính xác. Có thể chúng ta nói một ý nhưng mà đối phương lại hiểu theo một ý khác, hoặc đơn giản là một vấn đề nhưng mà hai người lại hiểu theo hai ý khác nhau, đúng không ạ? Cô lấy ví dụ ở đây, con mèo này khi nhìn vào gương thì nhìn thấy mình không khác gì con hổ. Tuy nhiên người khác nhìn vào thì thấy đây chỉ là một con mèo bình thường thôi, cũng là một ví dụ điển hình của sự khác biệt nhận thức. Hoặc đơn giản là khi mà đối phương nói một ý nhưng mà chúng ta lại suy nghĩ theo một hướng khác nhau. Như ông cha ta có câu gì ạ? Đúng rồi, đó là suy từ bụng ta ra bụng người. Vậy ở đây cô sẽ có một bài tập test xem lớp chúng ta có nhận thức khác nhau như thế nào đối với từng tình huống sau đây. Giả sử như bạn là nhân viên của một công ty xuất nhập khẩu giày và bạn đang đàm phán với công ty đối tác thay mặt công ty, bạn sẽ nghĩ, bạn có suy nghĩ gì hay là bạn sẽ suy diện đối phương, ý của đối phương như thế nào đối với từng câu nói một sau đây. Thứ nhất, với mức giá cao như vậy nhưng phải chất lượng và mẫu mã tôi không thấy có gì nổi trội, bạn sẽ nghĩ gì trong trường hợp này ạ? À, cô rất cảm ơn câu trả lời của em. Có thể em sẽ nghĩ là đối phương đang phàn nàn về giá cao, họ muốn chúng ta giảm giá, đúng không? Hoặc là đối phương đang muốn chúng ta giới thiệu về một sản phẩm có chất lượng và mẫu mã nổi trội hơn, hoặc đơn giản là họ muốn chúng ta cam kết về chất lượng sản phẩm. Trong tình huống thứ hai, công ty chúng tôi cần có thời gian 2 tuần để nghiên cứu trước khi trả lời có nhận đơn hàng này hay không. Bạn sẽ nghĩ gì? À, có thể là đối tác thực sự cần 2 tuần để xem họ có đủ khả năng sản xuất cái đơn hàng mà chúng ta cần hay không. Hoặc đơn giản là họ đang làm việc với một đối tác khác tiềm năng hơn chúng ta. Tình huống thứ ba, hàng hóa các ngày gia công mỗi lần chúng tôi mang về nước đều không bán chạy. Chúng ta sẽ nghĩ gì trong tình huống này, đối phương muốn gì ạ? À, có thể là họ muốn chúng ta giảm chi phí gia công, đúng không? Hoặc là muốn cải thiện chất lượng gia công, hoặc đơn giản là họ muốn chấm dứt hợp đồng gia công với chúng ta. Vậy cô có một câu hỏi, tại sao cùng một câu nói của đối tác chúng ta lại có thể suy diễn theo nhiều hướng khác nhau như vậy? Các bạn có biết vì sao không ạ? À, cô rất cảm ơn. Có thể là dựa vào tiềm thức. Tiềm thức đó là những bài học, những kinh nghiệm mà chúng ta đã từng trải qua trong quá khứ. Cô lấy ví dụ như trong quá khứ bạn từng gặp một khách hàng phàn nàn về giá cao.
Sau đó thì bạn giảm giá và khách hàng cảm thấy rất là hài lòng. Thì trong những lần tiếp theo thì bạn sẽ tự động nghĩ là chỉ cần giảm giá cho những khách hàng phản hồi về giá cao là sẽ thành công. Thì bạn sẽ hạn chế khả năng đưa ra các giải pháp sáng tạo hơn, ví dụ như là tặng quà khuyến mãi chẳng hạn, đúng không ạ? Còn yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới nhận thức được không ạ? À, đó chính là sự sợ hãi, cảm xúc của con người. Ví dụ ở đây khi khách hàng nói là chúng tôi không thể bán được hàng gia công của các ngài, chúng ta sẽ có thể họ chỉ thử chúng ta như vậy thôi, nhưng mà chúng ta đã lo sợ và đã nhanh chóng giảm giá, như vậy là sẽ tự làm hỏng thương vụ của chính mình. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây, làm thế nào để chúng ta có thể có nhận thức đúng đắn đến con người cũng như là vấn đề trong đàm phán? Ở đây cô đã list ra từng bước để các em có thể có được nhận thức đúng đắn. Thứ nhất đó là đặt mình vào vị trí của người khác để có thể hiểu được vấn đề từ góc nhìn của họ. Và nếu mà đã đặt mình vào vị trí của người khác rồi mà vẫn không thể hiểu được vấn đề, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải cùng nhau thảo luận nhận thức của mỗi bên bằng cách trao đổi thẳng thắn, trực tiếp, nói rõ những cái băn khoăn của mình đối với đối phương, đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta cần lôi kéo đối tác vào quá trình đàm phán. Tại sao? Vì sao chúng ta cần phải lôi kéo đối phương ạ? Bởi vì con người thường có xu hướng dễ dàng chấp nhận kết quả của đàm phán nếu mà họ tham gia vào quá trình đóng góp ý kiến và phản biện những gì mà họ không làm. Ở đây thì cũng có một điều các em nên lưu ý, đó là không nên đổ lỗi cho họ về các vấn đề của mình, cũng như là không nên suy diễn mục đích của họ dựa trên sự sợ hãi của chúng ta. Vậy để giúp các em có thể nhớ được những bước để làm thế nào có được nhận thức đúng thì chúng ta cùng áp dụng vào bài tập tình huống. Giả sử như khi khách hàng nói rằng là sản phẩm của các ngài không gì nổi trội trong khi giá lại rất cao, thì chúng ta phải làm thế nào để có nhận thức đúng ạ? Đầu tiên chúng ta phải tự đặt mình vào vị trí của đối tác. Liệu họ muốn gì? Nếu mà đã không, vẫn không hiểu, chúng ta cần phải trao đổi trực tiếp với họ. Vậy thì ngài đang quan tâm đến vấn đề gì ở đây ạ? Là giá cả hay là chất lượng quan trọng với ngài? Như vậy thì bạn sẽ hiểu được nhận thức của mỗi bên là quan tâm đến chất lượng hay là giá cả. Tiếp theo đó, bạn phải lôi kéo đối phương vào quá trình đàm phán bằng cách có thể nói bằng câu là: ồ, tôi rất lấy làm tiếc trong trường hợp này, vậy chúng tôi có thể cải thiện tình hình này bằng cách nào? Qua câu nói này thì bạn có thể khuyến khích đối phương đưa ra đề xuất giải pháp trước, từ đó là lôi kéo họ đóng góp ý kiến vào quá trình đàm phán. Hơn nữa, việc này cũng giúp các bạn có thể hiểu, có thêm thông tin về đối tác và có thể hiểu thêm nhận biết, có thể hiểu thêm nhận thức của họ, đúng không ạ? Và nếu mà ở đây chúng ta đổ lỗi cho họ thì sao ạ? Ví dụ như nói là việc bán được hay không là việc của ngài, chúng tôi đã làm đúng như trong cam kết trong hợp đồng rồi, có thể là năng lực bán hàng, năng lực marketing của các ngài không tốt, như vậy có nên không? Đúng rồi, tất nhiên là chúng ta không nên đổ lỗi cho họ. Vì đổ lỗi có thể gây ra một tâm lý phòng thủ, bất hợp tác của đối phương, và chính cái tâm lý này sẽ khiến cho hai bên không thể hợp tác được với nhau nữa. Thế còn nếu mà đối phương ngay từ đầu đã có nhận thức sai lầm về chúng ta hoặc vấn đề đang đặt hàng, chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta cần phải thay đổi nhận thức bằng những lời nói và hành động thích hợp, và quan trọng hơn đó là gì? Là vào thời điểm thích hợp. Ví dụ như khách hàng đang giận dữ thì chúng ta phải làm gì? Đúng rồi, chúng ta phải chờ một lúc để họ giải tỏa tất cả các cảm xúc của họ, chờ khi họ xoa cơn giận thì chúng ta mới phải giải thích, xin lỗi và thể hiện thiện chí của mình, đúng không ạ? Như vậy, vấn đề thứ hai của con người đó là cảm xúc. Như cô đã nói ở trước thì các bên trong đàm phán đều là con người với những cái cảm xúc phức tạp khác nhau. Và đặc biệt là trong quá trình đàm phán thì khi lợi ích bị đe dọa, con người thường sẽ cảm thấy như thế nào? Thường sẽ cảm thấy tức giận và lo sợ. Và đây là hai cảm giác thường xuyên phổ biến nhất mà chúng ta sẽ gặp. Cô lấy ví dụ khi một team cùng thực hiện một project và họ được thưởng một khoản tiền là 1.000 đô chẳng hạn. Và khi chia tiền giữa các team đấy thì những người cống hiến nhiều và bị chi ít thì sẽ cảm thấy rất là tức giận. Còn những người mà cống hiến ít thì lại ngược lại sẽ cảm thấy sợ hãi, đúng không ạ? Vậy làm thế nào có thể kiểm soát được vấn đề cảm xúc? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến video tình huống sau đây nhé. First thing I saw was over at my bank. I ended up behind a woman who was really unloading on the woman at the window.
I'm sorry, Mrs. Ames, but the computer does not show a deposit. I don't care what the computer says. I'm telling you, my husband deposited those checks 3 days ago. I've even got a receipt to prove it. Why are you having such a hard time getting it through that thick skull of yours? The money's in my account, period. Are you listening to me? Yes, ma'am. Good, because I'm only going to say this one more time. I didn't bounce those checks. I've never bounced a check in my life. Now, I want you to take these service charges off my account, and I'm not moving from this spot until you do. The second situation that got me thinking happened... Các bạn còn nắm được tình huống trong video này không? Trong video này thì người phụ nữ gặp phải vấn đề gì ạ? Đó là cô ấy không thể rút tiền ra khỏi ngân hàng, mặc dù là 3 ngày trước chồng cô ấy mới deposit tiền vào trong ngân hàng. Như vậy các bạn có thể thấy ở đây là có thực chất là có hai khách hàng cần phải giải quyết vấn đề. Khách hàng thứ nhất liên quan đến cơn giận dữ của người phụ nữ, và khách hàng thứ hai liên quan đến vấn đề cần phải giải quyết, đó là cô ấy không thể rút được tiền, đúng không ạ? Vậy làm thế nào chúng ta phải giải quyết cảm xúc trước hay là giải quyết vấn đề trước? Đúng rồi, chúng ta cần phải giải quyết cảm xúc trước. Và làm thế nào để có thể giải quyết xoa dịu cơn giận của người phụ nữ? Chúng ta sẽ cùng nhau take note trong video tiếp theo nhé. Is for someone to show understanding. The way I see it, this is probably one of the most important steps in dealing with a customer's anger. It helps you begin the process of neutralizing and diffusing the customer's strong feelings. And to show understanding, I think you should be a good listener. Listening shows you care. Make sure everything about you, your tone of voice, words, and body language all say, I really care, I'm interested, and I'm here to help. Encourage your customer to talk and blow off steam. Sometimes it helps if you ask questions, ones that can't be answered in a couple of words. A friend of mine who's a salesman calls them open-ended questions. They're questions like, will you tell me how you first became aware that there was a problem? Will you tell me exactly what happened then? Can you tell me more about why you feel the problem may be in our computer? Please give me more information about what happened after you called bookkeeping. So, ask questions to encourage the angry customer to talk. It's especially important if you're dealing with someone like me. Instead of showing our emotions when we're angry, we keep them hidden. But if you look carefully, the signs are there. Crossed arms, a clenched jaw, or the impatient tapping of a foot. We look cool on the outside, but believe me, we're hot on the inside. Be on the lookout for hidden anger. If you spot it, encourage the customer to talk. I heard somewhere once that if you get an angry customer to talk to get the problem out, you will probably get their business again, despite the problem. So whether the customer's anger is hidden or active, ask questions and let them talk. And let me tell you something else. What I really resent is being treated like some stranger who just walked in off the street. You know me. You know I've been banking here a long time, right? Yes, Mrs. Ames, I do. Then why are you making such a federal case out of this? It's all so ridiculous. But I know it's not your fault. When you sense that the customer is beginning to calm down, I'd start to ask what my salesman friend calls closed-ended questions. Closed-ended questions can be answered briefly. Now, could you tell me where and when your husband made the deposit? Have either you or your husband ever had any difficulties in the past with one of the teller terminals? Did your husband put more than 5 items in the envelope when he made the deposit? Closed-ended questions can allow you to slowly begin changing the conversation from talk of feelings to a discussion of the facts. Well, then what about this receipt that I got from the machine? It shows my account was credited. Yes, you are right. But at the bottom of the slip, it also says, deposits or payments accepted, subject to verification. Has that always been there? Yes, it has. I'm sorry. I see. I never paid much attention to that before. Guess I should have, huh? When you show you care and understand by asking questions, and begin dealing with facts instead of feelings, you can bring the level of emotion from way up here, down to here. Okay, now the customer seems to be cooling off. What do you think she should do next? Well, I think the next thing I want someone to do is to give feedback. Show the customer you care as much about the problem as they do. Mrs. Ames, I'm really sorry about all this. It's just so frustrating. Now I've wasted most of the morning. Considering what you've been through, I don't blame you for feeling frustrated. You've got better things to do than spend your morning trying to straighten this out. And finally, summarize the problem. By repeating to the customer in your own words what you see the problem to be. Vâng, các bạn
có take note được các bước chúng ta cần phải giải quyết cảm xúc của khách hàng trong video không ạ? À, nếu mà trong trường hợp các bạn bị lỡ thông tin thì trường cô có đưa ra các cô có nốt ở trên slide giúp các em. Đầu tiên chúng ta cần phải thể hiện thái độ lắng nghe như thế nào ạ? Bằng thông qua các ngôn ngữ cơ thể, ví dụ như là gật đầu, eye contact hoặc là các phản ứng khuyến khích khách hàng khác, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta cần hỏi những câu hỏi mở, ví dụ như là anh chị có thể cung cấp cho em thêm thông tin về vấn đề này được không ạ? Những câu hỏi mở này sẽ giúp khách hàng giải tỏa được cảm xúc và được nói thỏa thích. Sau đó chúng ta cần hỏi những câu hỏi đóng, ví dụ như là khi nào, ở đâu, hoặc những câu hỏi khó không để có thể chuyển từ cảm xúc của khách hàng sang vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Tiếp theo chúng ta cần đưa ra phản hồi để thể hiện được rằng là chúng ta đang rất quan tâm đến vấn đề của khách hàng và liệu chúng ta có khó khăn gì và có thể giải quyết được ở vấn đề của khách hàng hay không. Và cuối cùng đó là tổng kết lại vấn đề. Tổng kết lại vấn đề để thể hiện rằng chúng ta đã hoàn toàn hiểu được vấn đề của khách hàng. Vấn đề thứ ba liên quan đến con người đó là trao đổi thông tin, communication. Đàm phán là quá trình trao đổi thông tin giữa hai bên để cùng đưa ra kết quả có lợi hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu mà quá trình trao đổi thông tin mà không hiệu quả thì chúng ta cũng không thể đi đến được cái kết quả tốt đẹp của đàm phán. Vậy một số lỗi mà chúng ta thường hay gặp vấn đề trong trao đổi thông tin đó là gì ạ? Thứ nhất, đó là các bên nói chuyện không thẳng thắn với nhau. Cô lấy ví dụ như đối phương cố tình nói, khi đối phương có thể nói nước đôi hoặc nói lập lờ thì chúng ta không hiểu, đúng không ạ? Trong kinh doanh thì một số người còn thậm chí coi đây là chiêu trò. Họ cố tình nói nước đôi, cố tình nói lập lờ, hòng dụ chúng ta đưa ra những quyết định hớ và nhằm trục lợi từ thương vụ này. Tuy nhiên thì nếu mà làm như vậy thì họ chỉ có thể lừa được một lần và thậm chí là mất uy tín và không xây dựng được mối quan hệ với khách hàng lâu dài. Vì vậy trong kinh doanh chúng ta vẫn cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thứ hai, đây là lỗi các bạn rất hay gặp phải, đó là không chú tâm lắng nghe. Ví dụ trong một bài thuyết trình 30 phút như thế này thì liệu có bao nhiêu phút là các bạn thực sự nghe? Cô có thể nghe câu trả lời là 10 phút hay 15 phút đúng không ạ? Và thứ ba đó là hiểu lầm do gặp phải các rào cản về nhận thức, ngôn ngữ, văn hóa hoặc do ảnh hưởng của cảm xúc. Nhờ như cô đã nói trước là chúng ta đang học về đàm phán trong kinh doanh quốc tế. Và đã là kinh doanh quốc tế thì rất có thể các em sẽ gặp phải những đối tác có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Việc không thông thạo ngôn ngữ, văn hóa của đối phương có thể gây ra hiểu lầm trong quá trình chúng ta trao đổi thông tin, đúng không? Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để có thể giải quyết được vấn đề liên quan đến trao đổi thông tin? Đầu tiên đó là trao đổi thông tin thì có những kỹ năng gì? Đó là kỹ năng nói và kỹ năng nghe. Vậy theo em thì nói hay là nghe, kỹ năng nào là quan trọng hơn? Ở đây chúng ta có một câu nói rất là nổi tiếng. Speaking is evil, silence is gold, but listening is diamond. Bạn nào có thể dịch giúp cô được không ạ? Cô rất cảm ơn, chính xác câu trả lời của em. Nói là bạc, im lặng là vàng, nhưng lắng nghe mới là kim cương. Như vậy ở đây thì lắng nghe quan trọng hơn rất nhiều so với nói, đúng không? Chúng ta từng có một câu nói vui là gì? Đó là chú ba cho chúng ta hai cái tai mà chỉ một cái miệng. Vì vậy chúng ta cần phải lắng nghe gấp đôi những gì mà chúng ta cần phải nói. Và để có thể trao đổi thông tin hiệu quả thì cô sẽ đi từng kỹ năng một. Đầu tiên đó là kỹ năng nghe hiệu quả. Để có thể nghe được hiệu quả thì các bạn đầu tiên phải chú ý đến đối phương. Bằng cách nào? Bằng cách tập trung tới đối phương và sử dụng các ngôn ngữ cơ thể để thể hiện rằng bạn đang chân thành lắng nghe đối phương nói. Những ngôn ngữ cơ thể đấy có thể là gật đầu, eye contact và những cái ngôn ngữ khác để thể hiện sự chân thành của bạn. Tiếp theo bạn cần phải hiểu đối phương bằng cách bỏ qua những cảm xúc riêng của riêng mình và tự hỏi những mentor questions. Mentor questions là những câu hỏi mà bạn tự hỏi mình trong đầu. Cuối cùng bạn cần phải hồi đáp và ghi nhớ. Nếu mà trong trường hợp có thông tin bị lỡ thì bạn sẽ làm thế nào? Bạn cứ im lặng à? Không, không nên. Trong trường hợp này chúng ta nên không ngần ngại hỏi đối tác là thông tin bị lỡ là thông tin gì. Và bạn phải tóm tắt và ghi chép bằng ngôn ngữ của bạn để có thể nhớ được vấn đề. Thế còn nói thì sao? Nói chúng ta cần phải nói có mục đích. Vì sao ạ? Bởi vì nói để hiểu nhau hơn, chứ không phải là để tranh luận.
thắng thua. Trong đàm phán không phải là một cuộc chơi có người thắng có người thua, mà chúng ta cần phải gạt bỏ cái tôi cá nhân của mình để có thể hiểu nhau hơn. Và ngoài ra thì các bạn cũng phải trình bày một cách rõ ràng. Bằng cách nào? Bằng cách tự hỏi mình những câu hỏi sau: làm thế nào để có thể biểu đạt ý của mình một cách tốt hơn nhỉ? Hay là đối phương có thể hiểu ý của mình theo hướng nào nếu mà mình nói câu như vậy? Như vậy thì cô đã giới thiệu với bạn nguyên tắc thứ nhất của đàm phán, đó là tách con người ra khỏi vấn đề, separate people from the issue. Vấn đề con người thì gồm có 3 cái, đó là thứ nhất nhận thức, thứ hai là cảm xúc và thứ ba đó là trao đổi thông tin. Cả 3 vấn đề này đều có thể gây ảnh hưởng đến quá trình đàm phán và chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ và cách hướng giải quyết của từng một vấn đề. Nguyên tắc thứ hai mà cô muốn giới thiệu các bạn ở đây đó là tập trung vào lợi ích, không phải là lập trường. Tiếng Anh chúng ta có từ lập trường là gì ạ? À, rất chính xác, lập trường đó chính là position. Thế còn lợi ích thì là gì ạ? Đúng rồi, lợi ích là interest. Và trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm, sự khác nhau giữa hai khái niệm này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm nhu cầu, needs, và khái niệm want, mong muốn. Theo các bạn, sự khác biệt là nhu cầu và mong muốn là gì ạ? À, cô có thể thấy vài cánh tay. Vâng, mời bạn. Nhu cầu đó là sự thiếu hụt, một sự thỏa mãn, trạng thái cấp. Nhu cầu là một trạng thái thiếu hụt sự thỏa mãn cơ bản nào đó. Trong khi đó, want hay ask một mong muốn cụ, hay ask một thứ gì đó cụ thể nhằm thỏa mãn nhu cầu sâu xa hơn. Cô lấy ví dụ như khi bạn đói thì nhu cầu của bạn là gì? Nhu cầu của bạn là muốn cảm thấy no, đúng không? Thế còn khi bạn đói và bạn muốn một cái hamburger thì cái chiếc hamburger đấy đó chính là sự ask của bạn. Ở đây chúng ta có một nguyên lý bạn tảng băng trôi, nhưng em có thể dễ dàng nhìn thấy ở đây. Position là cái mà khách hàng nói là họ muốn, là cái mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được, dễ dàng hiểu được, đúng không? Còn lợi ích, interest, là cái là phần chìm ở phía sâu mà chúng ta cần phải nghiên cứu và xem xét thêm. Và cái phần chìm này chúng ta cần phải tìm hiểu là họ mong muốn như vậy để làm gì, để thỏa mãn lợi ích gì, và lợi ích này là thỏa mãn cái nhu cầu gì. Và tại sao chúng ta cần phải tìm hiểu, tập trung vào lợi ích chứ không phải là tập trung vào phần nổi, lập trường, thì chúng ta cùng xem video sau đây. That's a beautiful orange. I would like to keep it. But I also want to have it. I want that orange. Give it to me. Sorry, but I also need it. But why do you need the orange? I need the peel of the orange for my cake. Okay, I only need the juice to drink it. Can I squeeze it and give you the leftover for the peel? Yes, that would be fine. Thank you. Vậy là cô có câu hỏi sau đây cho các bạn. Lập trường của mỗi bên là gì? Đúng rồi, cả người đàn ông và người phụ nữ đều muốn quả cam. Đó là lập trường của họ, là mong ước của họ, đúng không? Thế còn lợi ích của mỗi bên? Một bên thì muốn nước cam, còn một bên thì muốn vỏ cam. Như vậy thì lợi ích của mỗi bên là khác nhau. Như vậy nếu mà chỉ dựa vào lập trường của mỗi người thì rất khó có thể thỏa mãn được cả hai người, bởi vì chúng ta chỉ có một quả cam thôi, không thể chia cho mỗi người một quả được. Còn nếu mà dựa vào lợi ích của mỗi người thì chúng ta có thể thỏa mãn được lợi ích của cả hai bên. Vậy cô có một câu hỏi về nhà để cho các em là dung hòa lợi ích hay dung hòa lập trường sẽ tốt hơn? Và vì sao ạ? Cảm ơn các em đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Buổi học của cô đến đây là kết thúc. Xin chào các em.